Dạ, xin chào các bạn nào. Ok, mình chơi với các con vật đáng yêu nào. Đầu tiên là con chó. Ừ, con chơi với con chó đi nào. Con cứ lắm chặt tay vào. Bạn chó này rất là khỏe luôn. Nhặt đi con. Con đã ôm bạn chó cho bạn vào bọn. Bạn đi. Lên đi bố bạn. Bạn chó này khỏe quá các bạn ơi. Ồ. Ôi, nay bạn ra hình có con gà mới đúng không? Giờ chờ bạn gà mới cho bạn gà vào trong này đi con. Gà đang đẻ đấy. Cho bạn vào trong này. Đấy, bạn gà đẻ một quả đực chính nữa rồi, ra đây. Gà đẻ chính cho dân. Hai quả rồi, chạy đến kia. Gà con lại đẻ trứng này. Con ơi, cho bạn lợn đi, bạn trâu đi chơi đi con ơi. Nào, cho bạn trâu nào. À, bạn trâu đấy. Em mẹ cũng rất thích các con vật đấy. Dân cho bạn bạn cua đi. Dân cho bạn cua đi chơi đi. Bạn gì đấy Dân ơi? Cái bộ này mấy trăm. Vâng. Bạn cua đúng không? Sao vào đây con? Bạn cua này các bạn ơi. Chứ có hỏi chú lên kè năm thế nào à? Bạn cá sấu nào? Giai ơi, xin chào các bạn này nào. Xin chào các bạn đang đi kênh của mình nhé. Ok, xin chào bạn Giai Hân nha.